Đây là phiên chợ quê tử tế bán các thực phẩm sạch ở số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thái Cao, quận 1. Loại rau, trái. Đây là quầy bán các món bánh quê rất là đông khách. Buổi sáng sẽ có bán bánh giò, bánh nậm, bánh ít. Bánh nậm còn không? Đây này hai chai. Hai chai là bên những khoảng 9 giờ là bán gần hết rồi. Dầu tràm đã gửi tiền đây chị. Dầu tràm 150 một chai nha chị. Ăn về ha. Anh ở đây một cái. Sao bây giờ em đổi tiền gọi là bánh tầm 60. Bây giờ em đổi tiền chị trả cho các bạn kia. Đây bây giờ mình đổi dầu tràm 300 là trả đây gọi là tái sử dụng. Bánh tầm này bao nhiêu một phần? Bánh tầm này bao nhiêu một phần? 25 ngàn một phần. Đây là cái 60. Đó là 40. Thịt bao nhiêu một chục anh chị? Trứng thịt bao nhiêu một chục? 50 nhưng mà cái này vẫn sợ nó bụng đít. Còn vải quá dài, còn sách nhiều lắm. Đây, nhưng mà bánh nào chị ăn ở đây hay bánh mì chị Tiên con chiên đang là cái sống đây là cái đấy là 75.000. Bánh tầm là làm hoàn toàn bằng màu tự nhiên, nhà nó có loại nguyên liệu tự nhiên. Tuần sau chị có bán không? Đó. Rồi. Bây giờ là tuần nào cũng sẽ phải bán chứ. Đã nói là bán thì phải liên tục cái cách như rau cải xanh này, rồi rau mắc nhật này, rau cải ngọt này, rau dền, rau cải ngồng và rau muống, rau mùng tơi. Mỗi bó là 20.000 ạ. À? Rau mình trồng trong cho nên là cái màu của rau nó không có xanh đậm. Cây rau thì nó vừa nhỏ thôi chứ nó không có to. Nhưng mà nó rất là dẻo dai. Thế và đến khi mà nó đây là những cái biểu hiện này là do cái con bọ nhảy nó ăn rau từ lúc nó còn nhỏ ấy. Nói chung là hoàn toàn sạch đó. Đúng rồi. Ăn rau ở đây có thể yên tâm. Đến khi mà mình nấu lên rau nó lại rất là xanh. Và cái mùi vị của rau hữu cơ thì bao giờ nó cũng đậm hơn rất là nhiều. Cho em một bó này nhá. Em thích ăn cải xanh hay là cải gì? Em ăn cải xanh. Đây là cảnh mua bán và ăn uống tấp nập như các cái phiên chợ làng ngày xưa. Khác là phiên chợ này nó nằm ở giữa trung tâm quận 1 Sài Gòn. Theo như chị Thi thì ý nghĩa của hội chợ là để giới thiệu với lại các cái sản phẩm truyền thống của những làng nghề ở khắp các vùng miền của Việt Nam. Thì đây là có những cái sản phẩm bằng đan, bằng tre. Đó, có những cái rổ rất là dễ thương nè. Cái giỏ hay là những đôi guốc. Những đôi guốc mộc. Đây là món đặc biệt nè. Dạ, đây là cái chắc có lẽ làm bằng mau câu ha. Mau câu hay mau dừa hả chị? Mau câu. Cái này là mình để bỏ thức ăn hay là làm gì đây chị? Để đựng thức ăn. Đây là rất là thân thiện với môi trường. Cái này, sản phẩm này là mình ở vùng nào đây chị ha? Ở vùng miền nào cũng có mà. Sản phẩm mau câu thì vùng miền nào cũng có. Đó là ngày xưa ông bà mình là dùng những cái sản phẩm tự nhiên nè. Như cái này là từ mo cau để đựng thức ăn chứ không phải là đựng bằng những cái ly nhựa hay là những cái chén nhựa như bây giờ. Cái đồng bàn được đan bằng may rất là dễ thương. Hay là những miếng sơ mướp ngày xưa là dùng để rửa chén.
cắt mộc. Ở hội quán các bà mẹ thì còn có đường thốt nốt nè, bột nghệ, muối, đây là muối ớt, sản phẩm siro Phan Rang. Còn đây là đường phèn. Đường phèn nó có cái màu hơi vàng tự nhiên như thế này, chứ không phải là tẩy trắng tinh như những cái loại đường phèn bán ở chợ. Đây, đây là món kẹo chuối mà ngày xưa là trẻ em rất là thích ăn. Kẹo chuối Thiên Minh. Thiên Minh hay là những cái niêu bằng đất. Niêu bằng đất thì kho cá, kho thịt rất là ngon đây.